Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay với một cái video hoàn toàn mới, một cái chủ đề hoàn toàn mới trên kênh. Thì cái này cũng chỉ là mình suy nghĩ về cái content này lâu rồi nhưng mà cũng chưa biết cách làm như thế nào. Thì hôm nay tranh thủ một ngày chủ nhật, ngày 21 tháng 11, tranh thủ nhà cũng đang vắng, cho nên là mình quyết định làm một cái video, quay một cái vlog chụp hình chân dung cho bạn thân. Thì câu chuyện là mình có thằng bạn thân được nghỉ làm chủ nhật, không biết làm gì, nó rủ cà phê thì thôi, rồi cà phê thì dịch nó cũng căng, thì mới bảo là thôi qua nhà mình ngồi. Thực ra nhà nó xéo nhà mình nè, không sâu xa hết, thằng bạn thân này chơi lâu lắm rồi, vẫn còn bệnh các bạn à. Nhưng mà đã rồi nên hôm nay cũng hăng hái hơn, nên là mình cũng muốn làm cho nó một bộ hình chân dung. Thật ra hàng bản thân mình bị cái là nó rất là thích chụp những cái kiểu mà full người các kiểu, nhưng mình thì lại là thích chụp chân dung hơn. Thế là thôi hôm nay đúng đầu nó và mình sẽ setup cái studio chụp chân dung mà mình đang chụp lên cho các bạn xem, để chụp cho nó một bộ ảnh chân dung luôn nha. Bây giờ setup cái đã. Quên mất, mém nữa là bị đánh bản quyền. Thì ở đây trước tiên là mình có một cái phông nền màu đen ở đây, tại vì mình thích chụp chân dung nền đen, và với chụp hình thì mình sẽ không dùng những cái đèn sáng liên tục mà các bạn thấy như trên phim để tí bạn. Đây thì mình sẽ sử dụng những cái đèn flash cóc. Thực ra thì cũng nên, nếu như mà các bạn có diện tích to hơn thì nên xài những cái đèn lớn hơn, còn mình thì do nhà cũng nhỏ nên là chỉ cần những cái flash cóc này, cái gá với một cây dù là tạm ok rồi. Đó. Thì đây là dàn máy tính, chỉ lấy nghe nhạc thôi, nhưng mà nãy quên tắt ném nơi bị đánh bản quyền. Thì hôm nay á mình sử dụng, mình ngoài con Sony mình sẽ có thêm một con là con Nikon này, chỉ chuyên để chụp hình thôi, bởi vì con này cũng đã cũ lắm rồi, nó là dòng D90, mình mua lại từ một người thân và dùng với lens 35. Rồi bây giờ thì bạn mình nó cũng qua rồi, bây giờ chuẩn bị chụp ha. Tiên là lấy nước cái đã. Rồi thì trước tiên mình sẽ đi làm một chai nước cái đã, hoặc là một loại nước cái đã. Nước này thì ở nhà mẹ nấu sẵn, mà chỉ cần pha và uống thôi. Này cũng một mấy các bạn, đó chính là nước mứt tắc. Mứt tắc thì được cái là nó khi mà bạn ho có đờm hay là gì á thì bạn uống nó sẽ tan đờm và nó giảm ho rất là hiệu quả, nhưng đặc biệt là nếu uống nóng nha. Này mứt đây đó, trên này thì mẹ nấu tắc chung với đường phèn cho nó đặc lại, và sau đó là cái ly thân yêu. Đây cái muỗng, cái cách pha này rất là dễ, bạn uống nhiều thì bạn bỏ nhiều vô và chấm nước nóng vô rồi xong, vậy thôi đó. Một món uống tại nhà rất tốt, ok, và làm rất nhanh, giờ chỉ có nấu là nó sẽ lâu thôi. Và đấy, nước xong rồi đấy, làm rất nhanh. Thì bạn mình nó cũng qua rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chụp. Hôm nay mình dự kiến là sẽ chụp 2 suất, thì có thể có gì mình sẽ chèn ở cuối clip cho các bạn xem. Nếu các bạn cảm thấy thích thì cho mình một like, ok, hẹn gặp các bạn. Và mình sẽ tâm lắp cái thời gian gì chụp chung mình đây, ok là
Thì mình cũng mới vừa chụp xong cho bạn mình, bạn thân mình, thì hiện giờ là mình sẽ quay đoạn kết video này trước và sau đó mình sẽ chèn hình vô cho các bạn xem ha. Nếu nếu các bạn cảm thấy thích thì cho mình một share, một like và một subscribe. Và chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. À quên, nếu như các bạn cảm thấy thích những cái chuyên mục về chụp ảnh thì comment cho mình biết luôn ha, để mình có coi là mình có nên làm thêm về chụp ảnh hay không. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye. Coi hình nè.